Xin chào bạn đến với Tech Mac Việt Nam. Ngày hôm nay bên cạnh mình là Hiển Thị, một thành viên rất là đặc biệt và khách mời ngày hôm nay để cùng theo dõi một cái video ở trên mạng về iPhone 13 Pro Max mô hình này các bạn. Và mình sẽ để link ở phía bên dưới, các bạn có cùng xem. Ok. Thôi bắt đầu luôn nhé. Đấy, Unbox Therapy. Như thế, như thế các bạn. Thôi lượng nó như thật luôn. Tức là nó đang còn highlight những cái cảnh chính nhất ở trong video này. Quay cầm camera, tức là phải là cầm camera khác nè. Quay mấy shot đỉnh này. Cái loa ngoài nè. Cạnh dưới cụm camera. Cụm camera nhìn gấu phết. Đây là chương trình quảng cáo để có thể giveaway. Các bạn nào mà theo dõi có thể bấm vào link phía bên dưới để vào đây giveaway của ông nhé. Còn bên mình thì hiện tại chưa đủ. Nhưng mà hỏi thiệt nha, mày đã xem video này chưa? có lướt 1, 2, 3, tầm 4, có đã lướt nhanh vậy. Ok. Để có gì nữa thì bất ngờ còn đâu là chưa đúng không? Chưa. Tùy ác mà. Sáng giờ là không ai cho mình coi đâu các bạn. Sáng giờ là rần là nói là mình không được lên Facebook hay gì là coi hết. Để mà lên làm khách mời reaction. Cho nó thật nhất có thể không? Thật ra thì mình cũng chỉ mới là xem qua thì mình cũng chưa bao giờ xem chi tiết cái này cả nên là cũng sẽ để muốn có những cái thật nhất mà. Nó chỉ là cái mô hình thôi các bạn, không có xài được, không có gì hết, nhưng mà nó rất là gần với thực tế. In other words, the materials in use, metal and things like this to mimic the eventual unit that will hit the market at some point. Anh nói là hả, cái iPhone đó nó giống như là không lắp pin vậy đó. Chỉ là thiếu một pin thôi là rất là dần, giống là thật. Và nó đến từ Trung Quốc đúng không? Trung Quốc. Và cái hộp nó thì cũng hả? Nhận Trung Quốc hay hả? Không nhận. Ở đây là sẽ có là 4 cái điện thoại iPhone 12 Pro Max thật từ mini cho bản Pro Max. Mà cái hộp này không nhận nhìn trông nó thực sự Việt Nam luôn đấy. Giống như anh này mới nhận hàng từ Shopee giao hàng tiết kiệm. Nhìn cách đóng hộp này. Và thì họ nói rằng ông này bảo là sẽ có cái tin đồn về cái việc là notch nhỏ hơn. Đúng rồi, mình cũng nghe vậy. Mà cũng nên vậy đi, cái tai thỏ này nó tồn tại cũng lâu lắm rồi. Và tất cả mọi người đều chờ đợi chứ không phải chỉ mỗi ông thôi. Mà rất là khó chịu nha, mình rất là không thích iPhone, cái điểm là tay họ to. Cho nên là mình mua iPhone 12 Pro Max. Rồi ok. Và lý do rất là tốt của Apple đó là họ bảo rằng là sẽ có, bởi vì có cụm Face ID giấu sau bên đấy. Sau đấy nên là dẫn đến là họ có quyền làm tay họ to. Đó. Đó là cái lý do mà ông có bảo như thế. Đó, cái cách đóng hộp này. Cái đóng hộp này là đúng chất là Việt đúng. Nam này các bạn. Không biết anh này có mã free ship không? Đó. Như là mua túi đựng mắt kính vậy. Một cái khối lượng rất là thật luôn. Đó có thể là iPhone 13 Pro Max. Và chính xác là như vậy. Tức là đây là cái mô hình cái mô hình thật nhất mà ông ấy từng được cầm từ trước đến nay. Chừng đó. Có một cái điều hơi lạ đó là cái chỗ logo của Apple này nó hơi bị xước. Đây này. Đấy, ông đang nhìn đấy. Khả năng là đã em này đã cái mô hình này đã bị bóc zin rồi đó mọi người. Khác bóc zin rồi. Nó có thể có vấn đề gì đấy trong quá trình vận chuyển này ông bảo thế. Nên có một vài cái vết xước. Đó, cái chất liệu nó giờ nó rất là giống luôn. Cũng nghe tiếng sạc sạc. Và đây là một con iPhone 12 Pro Max thật. Công nhận mấy anh bạn hàng xóm mình giỏi thiệt ha. Đó, đây là nói về cái sự nó gần như tương tự luôn. Nhưng mà nhìn vô cái là mình thấy cảm thấy cái cụm cam này nó khác biệt rõ rệt. Tức là cái thiết kế của nó thì vẫn vậy nhưng mà cái cách mà Apple làm cho nó khác biệt chút thì đúng là mình nhìn ra ngay.
về kích thước từng ống kính lẫn cái viền nó cố tình làm cho nó nổi bật như vậy. À, và ông bảo là theo nhìn thực tế thì nó hơi dày hơn một chút xíu. Là 13 Pro Max sẽ dày hơn 12 Pro Max. Đúng rồi. Vậy thì mình nghĩ là khối lượng sẽ nặng hơn. Bởi vì theo như ông đoán là nếu mà có màn hình mới nhưng mà cái dung lượng pin vẫn giữ nguyên thì nên dày hơn. Ông bảo như vậy. Đó, và đây mặt trước này, bóc zin. Đó, và đây là một cái notch nhỏ hơn. Đúng như tin đồn. Loa đã được chuyển hình sát cạnh trên. Giống như Android làm đúng không? Đúng rồi, giống như Android làm. Bởi vì trước này thì trước này nó vẫn để ở giữa. Từ 12 Pro Max đổ xuống thì nó vẫn ở giữa. Nó rất là quen luôn. Bây giờ thay đổi thì thực sự là khác biệt đấy. Và khi mà ông đã để cạnh hai cái màu than trì cùng với nhau thì nó rất là giống nhau. Lúc nãy là màu xanh và màu than trì. Còn đây là hai cái màu giống nhau. Riêng cái đường anten. Đường anten đã làm khác màu đi. Khác màu đi. Màu trắng chứ không phải là màu xám như trước nữa. Nếu như đây là sự thật thì nó sẽ là sự phân biệt. Đây là cái bản màu than trì. Màu xanh. Ở đây mình có bản màu trắng nè. Cái giải anten nó màu trắng luôn. Đó, ông sẽ nói là cái cạnh về tăng giảm âm lượng và nút nguồn ấy thì đều rất là giống, y chang luôn. Và bấm được luôn hả? Bấm được luôn cả cái nút nguồn. Tức là cái cạnh dưới ông bảo là cũng y chang nhau, chứ không phải là theo tin đồn là sẽ không có cổng sạc hoặc thậm chí là Type-C thì không có, mà đây là vẫn là Lightning. Đó, vẫn là Lightning. Đấy. Vẫn y chang như thế. Lightning. Nó không có gì khác hết. Thế là nãy giờ mình vẫn thấy gần như là nó y chang vậy, cái thiết kế. Thực sự thì mình cái trong cái ba lô đồ của mình á, mình luôn chỉ muốn mang một bộ sạc Type-C. Tất cả mọi thứ bây giờ là Type-C. Anh em MacBook. Mình cũng xem Type-C. Rồi, đúng rồi, Android các thứ là Type-C rồi. Còn nói về cái notch. Tức là cái như là Hiển nói lúc nãy, tức là bây giờ cái loa nó sẽ được chuyển đến cạnh trên. Vậy thì làm như vậy thì cái notch nó sẽ nhỏ lại đúng không? Nhưng mà chưa biết là nó sẽ nhỏ theo chiều rộng hay chiều dài nhá. Hiện tại là chiều dài đang nhỏ hơn, còn chiều rộng thì chưa biết. Không, mà so về cái đó, bây giờ ông sẽ đưa cái kích thước vào để đo này. Nó không phải sắm cái này. Mình đo cái này. 7.52 cho 13 Pro Max. 12 Pro Max sẽ là 7.47. Đó là cách nhau rất là nhỏ rồi, một cái kích thước rất là nhỏ rồi. Không nhìn được mắt thường đâu ha. Đúng rồi. Đó, một cái sự dài hơn rất là nhỏ thôi. Bây giờ ông sẽ đo về cả cái độ dài của cụm cam. Một cụm cam. 10.60 mấy, 3 mấy nhỉ? Không nhớ nữa. Đó, ông cũng bảo là gần như giống nhau thôi. Mình nhớ là xưa mình học toán cũng dở mà sao mình dùng tính lâu quá vậy. Đó. Đó, ông nói là cái iPad Pro 12.9 inch là có màn hình mini LED nên là nó sẽ dài hơn 0.5mm và dẫn đến là nó sẽ không được dùng được cái Magic Keyboard cũ nữa. Nên là con này cũng sẽ có dài hơn 0.1mm và nó gần như là giống nhau kiểu như vậy. Đó. Cũng như vậy. Ông ý là cũng dự đoán là iPhone mới sẽ dùng công nghệ màn hình. Cũng chưa biết là sao. Rồi tôi chỉ hóng cái 120Hz thôi. Mà tôi nghĩ là màn hình mới khả năng không có đâu. Khó lắm. Yeah, tôi nghĩ vậy. Ông đang đo về cái chiều rộng và chiều dài nhưng mà gần như nó cũng không khác nhiều đâu. Nó hẹp hơn chút xíu ở 12 Pro Max này. 160.85, 82, nói chung là chênh rất là nhỏ luôn. Và như y chang vậy. Chắc là đem về dùng ốp với nhau cũng chắc cũng được quá. Thật sự là xài cái máy này không muốn dùng ốp, tại nó nặng quá. Nó dùng ốp nữa thì thành cầm cục gạch à. Thế em sẽ nói về cái sự khác biệt của một cụm camera này. 16.99 16.99 cho một camera đơn.
10 giờ sắp xỉ 17 và khoảng 17 và 14 là một cái đó là 3mm cho mỗi cả camera. Sự khác biệt rõ rệt đó các bạn. Này này nhìn là nó khác hẳn luôn, bởi vì họ còn đánh bóng cả cái phần viền ngoài là màu trắng bạc nhá. Đó là cố tình cho nó nổi bật lên. Bây giờ nếu mà mua iPhone 13 là phải để như thế nào? Ê. Cũng nhận biết. Đúng. Ông nói đo cả cái lắp mầm hai mấy đấy, hai mươi mười mấy đấy, hai mấy à, 26.31 là dài đấy, là khác biệt nhiều đấy. Cũng 5-6 đơn vị hả? Từ 34 là thường 26. Thấy không? Các bạn đều giỡn tay không? Tức là ông nói là có khả năng là sẽ có vân tay trong màn hình, còn ở bên cạnh không thì chưa biết, chắc là khi là không. Bởi vì thời đại này thì dùng cái Face ID nó không được tiện lắm. Thì cũng camera vẫn là một cái điểm yếu nâng cấp lớn rõ ràng. Không có tin đồn đấy là có màn hình 120Hz như Hiển nói đấy, cái điều chờ đợi đấy. Bởi vì iPad Pro đã có rồi, Android thì cũng có hết rồi, nhưng mà iPhone thì chưa có. Cái tần số quét hả? Tần số quét đấy. Phải có là chứ các bạn ơi. Mà thôi thì nghĩ là không có. Vậy hả? Chắc khó à. Hoặc nếu có thì bản Pro. Nếu mà iPhone 13 mà không có cái đó thì mình vẫn sẽ nâng cấp. Rồi ok. Nhưng mà bản Pro chắc bản Pro có, còn bản thường thì chưa biết. Nó sẽ phân ra đúng không? Khả năng như vậy. Đây ông còn so số cuối cùng cái đoạn camera này. Ông bảo mạnh nha. Ông bảo cầm rất là sướng đấy. Đó, thì bạn có cái chờ đợi gì thì có thể là nói và chia sẻ cùng ông ở trên channel đi. Và mình sẽ để link bên dưới để có thể vào. Các bạn có ý kiến gì? Chia sẻ với tụi mình được. Đó là cái phần quà cuối cùng của bên kênh ông. Đó là tất cả những cái gì ngày hôm nay mà bọn mình TechMag Việt Nam cùng mọi người có thể xem về cái bản 13 Pro Max mới nhất vào tháng 9 mới ra mắt đúng không? Đúng. Mà mình thấy khá là ấn tượng với cụm camera, nó rõ ràng là một cái điểm nhấn để mà phân biệt giữa dòng 12 Pro Max và 13 Pro Max. Bạn có thấy như vậy không? Riêng mình thì thấy là nó vẫn là như vậy, vẫn là một cái sự duy trì về phần thiết kế. Còn tổng quan lại thì nó đơn giản là này, nó y chang như vậy, kích thước như vậy, vẫn vuông như vậy. Cũng vẫn sẽ còn cổng Type-C, chỉ là có một chút xíu là camera khác đi. Vậy thôi. Đó, cơ bản là như vậy, còn lại mọi thứ thì nó y chang. Ok, hy vọng là sẽ có những cái hy vọng đây là cái mô hình cuối cùng chưa? Từ đây đến tháng 9, tháng 10 còn rất là xa. Hy vọng là sẽ có những thêm những cái mẫu mô hình mới trong tương lai mà nó sẽ tái họa được rõ cái gần và thực tế hơn nữa. Nhưng mà khả năng cao chắc là cái này cũng là mình thấy cái này là rất là chất lượng, là tốt rồi. Rồi, thế là thôi, cảm ơn mọi người đã xem video đến tận đây và hẹn gặp lại trong những video lần sau trên TechMag Việt Nam.